Ăn đi cho máu méo nhá. Chị Vậu, nhìn kìa. Ngon đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là tên chị Châu đây. Và mình chào Rùa Ngáo. Thì ngày hôm nay mình đã trở lại để cho thằng Tên Bảy. Thì dạo này thằng Tên Bảy cho mình quá nhiều lần rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định trả thù thằng Tên Bảy. Tại vì ngày hôm bữa nó dám thịt heo, thịt gà, thịt vịt của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ nhất định phải trả thù nó. Không trả không được các bạn ạ. Ừ, đúng rồi. Hôm nay mình chúng ta quyết tâm trả thù thằng Tê Quy 97. Hồi sáng Đỗ Phộng sư phụ có thấy nó đang chăn con heo. Hôm nay chúng ta sẽ quyết định thì chọn nó, nướng con heo của nó luôn cho bỏ tức. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi bắt heo của thằng Tê Quy 97 để nướng nha các bạn. Chú và bắt heo trước đi để đệ tử ngoài đây canh thằng Tư Quyến Bảy cho. Ta mới này nó chạy đâu mất rồi ta. Má cái thằng quý này thì nó ôm con heo chục ký mà nó chạy nhanh thật á. Chạy đâu được nhỉ? Nếu nó chạy đường này thì chắc nó chạy thẳng lên rồi. 2000 years later. Ok bạn ơi, mình đã quay xong con heo rồi. Bây giờ mình và sư phụ của mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Sao, sư phụ, thấy thằng Tên Bảy béo không? Nó không béo, ai béo? Con heo đây béo y chang thằng Tên Bảy. Ăn ngon lắm. Quá thơm. Sư phụ, thưởng thức đi sư phụ. Ok, để sư phụ. Ui, giòn kìa. Ui, nó giòn. Wow. Ui, nó nóng kìa. Wow. Quá nóng, quá nóng quá. Cầm. Ui, cầm. Ui. Heo này chất lượng chứ. Ủa, nhìn nó ngon chưa kìa. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ thưởng thức nha. Ui. Da giòn cực. Chỗ ăn miếng này chắc tan chảy trong mồm quá. Muối tiêu chanh ngon quá. Ngon rụng luôn. Béo béo ngậy ngậy. Ngon lắm sư phụ. Ngon thật sự. Ngon. Mật ong các thứ.
nhiều món nhờ, ăn bao ngon luôn. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thưởng thức miếng xương heo nha các bạn. Ngon. Miếng xương heo này ngon nhất trong con heo này luôn các bạn. Với lại cái da của nó nữa. Ấy. Ủa, toàn trên này là toàn thịt không này. Nó không dùng đâu. Hôm nay mình mát lòng mát dạ quá anh em ạ. Sau bao nhiêu lần bị thằng TQ97 nó cho thì cuối cùng hôm nay mình đã cho lại được nó rồi. Mình cũng vậy các bạn ạ. Sau bao nhiêu lần nó thịt heo, thịt gà, thịt vịt của mình, bây giờ mình cho ngược lại nó, bây giờ mình thấy thoải mái trong người, vui vẻ, sướng lắm các bạn ạ. Cho sư phụ cẩn thận nhá, coi chừng nó chạy phát lên tới đây nhìn thấy. Sao chạy được? Với tốc độ năng ba đi bộ của sư phụ nó mấy nó đuổi theo sư phụ mà. May nó vừa chạy. Chạy tụt vào quần luôn đấy. Tí nó bị tóm. Nhân tiện đây cũng phải cảm ơn TQ97 vì đã nuôi một con heo chất lượng như thế này. Ăn miếng nào là vào miếng đấy. Ăn này về chắc khỏi ăn cơm luôn nhờ sư phụ. Ui, đoạn này nhiều thịt lắm. Cắt ra miếng nào miếng đấy này. Ui, mà tổ nó nóng quá. Đây, cho Tuân ăn. Nóng. Đây. Đấy, con chén đây. Vụ, miếng này này ăn ra mỡ không mà vụ. Đang ngon luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một miếng đùi ở cái phần thịt này xem thử ăn ngon không nha các bạn. Wow. Phần ngon nhất là phần chất lượng nhất lúc nào miếng đùi này. Ui. Ui, các bạn nhìn thấy thèm không các bạn? Ui, mình nhìn là mình thèm lắm luôn rồi. Ui, nóng rồi. Chấm đi. Ngon lắm các bạn ơi. Tôi xin miếng. Để con cho. Đây. Sư phụ vừa ăn, sư phụ phải chú ý tới ngoài đường nhá, con dùng tới 7 á. Nó chạy tới đây đấy. Không đâu. Con này xa lắm rồi. Lại tưởng nghi nghi á. Cái phần trên này nhiều thịt thật sự. Mà thôi, hai sư phụ mình cứ ăn đi, không cần phải lo nhở. Giờ thì quy những cái bài nó qua đây mình quay nó luôn chứ ngại gì phải. Các bạn nhá. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng mình đã cho này nó vui thôi, sướng hết trong lòng. Tôi giống sướng lắm luôn. Chắc giờ nó đang đi tìm heo, nó đang đi tìm heo, nó cay. Chắc bây giờ đang hát ngoài đường đến giờ sư phụ. Phần ba dọi trên này nhiều thịt thế. Chúng ta phải dùng dao. Đấy bạn ơi. Vẫn còn nóng. Heo nóng hổi. Vừa quay xong. Mà trong lòng để tớ cứ sợ sợ. Sợ gì? Trong lòng sướng nhưng mà cứ sợ. Ăn đi. Nó bắt được rồi, đệ tử. Heo quay ngon này mà không ăn là hơi phí. Nếu nữa không tuyên bảy mà dí mình bê con heo này chạy luôn. Thắng, nếu mà chạy kịp nó thì mình lại ăn tiếp. Ngon quá. Phần này nhiều thịt. Ôi, hành vi trộm heo và quay của các người đã bị ta phát hiện rồi. Bằng chứng đâu? Bằng chứng hả? Sáng nay khi dắt heo đi dạo, tôi đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của hai người. Nhìn con heo của tôi như kiểu muốn thịt nó vậy. Vì vậy tôi đã cố tình cột con heo ở trước cửa để lừa hai người mắc vào bẫy của tôi. Tôi đứng ở ngay phía bên trong sử dụng điện thoại và quay lại hành vi trộm cắp của các người. Sau đó tôi đã truy hô và đuổi theo các người, nhưng vì quá chậm chạp tôi đã không đuổi kịp để các người chạy thoát. Nhưng thật may mắn, sau đó tôi đã lần theo dấu vết và tìm được đến đây, phát hiện ra các người đang thịt heo của tôi. Sao? Có gì để trộm cắp không? Ha 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 ha.
thằng Tây Quy 97 bây giờ nó đi làm thám tử vậy ta? Ôi, cái gì? Lên phượng. Ok các bạn, thì dù ngáo và thân niên tuân trẻ trâu sau nhiều lần bị mình chọn quá thì hôm nay đã trả thù mình. Chọn thịt con heo yêu quý mà mình đã nuôi nấng cả tuần các bạn ạ. Mới sáng nay mình vẫn còn bế nó đi mình chăn mà bây giờ đã bị quay như thế này rồi. Ok thôi, đằng nào thì bây giờ thằng dù ngáo mà nó ngồi tù rồi các bạn ạ, thì mình cũng hả hả hê được phần nào. Bây giờ mình sẽ cầm con heo này về để ăn dần dần thôi, chứ bây giờ bỏ đi thì cũng phí. Thì qua video này mình muốn gửi gắm tới các bạn một điều là tuyệt đối không nên bắt chước theo thanh niên rùa ngáo hay là tuần trẻ trâu đi bắt heo của người khác để thịt, như vậy là không nên, như vậy là gọi là rất chi là hư á. Thì video của mình cũng dừng lại ở đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình.